Để thực hiện tốt việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị, những lính thợ quân khí luôn nhận thức rằng sai lầm nào cũng có thể sửa chữa, nhưng sai lầm trong bảo quản, trang bị thì cái giá phải trả là sự hy sinh tính mạng của bản thân và đồng đội, ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ của đơn vị. Chính vì vậy, ngoài sự cẩn trọng tỉ mỉ, những người lính thợ kỹ thuật ở kho K895, Cục Quân khí luôn cần có sự đam mê, tâm huyết, trách nhiệm và có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng tốt trong công việc. Hàng ngày, quá trình làm việc, các nhân viên chuyên môn kỹ thuật ở kho K895 gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng. Do trọng lượng các loại pháo nặng, tốn nhiều nhân công, không gian trong kho lại chật hẹp nên mất nhiều thời gian và hiệu quả không cao. Đặc biệt là dễ xảy ra mất an toàn khi tháo lắp, vận chuyển pháo. Để khắc phục khó khăn trên, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Quốc Hoàng đã nghiên cứu thiết kế xe nâng cảng pháo và vận chuyển. Sau thời gian thử nghiệm, sáng kiến này được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Thì chúng tôi đã đưa ra cái sáng kiến là xe nâng cảng pháo và vận chuyển. Bình thường đối với khẩu pháo liệu 2 này thì mỗi lần vận chuyển chúng ta cần khoảng cỡ 8 người nâng cảng và 6 người đẩy phía sau. Nhưng mà từ khi có cái sáng kiến này thì chúng ta đã bớt được nhân lực của cái số người nâng cảng và số người đẩy pháo chỉ cần 3-4 đồng chí là chúng ta có thể vận chuyển được rồi. Nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, tẩy sạch dầu mỡ, đó là những ưu điểm vượt trội của thiết bị thông nòng súng cối 60, súng phóng lựu M79. Đây là sáng kiến của thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tuấn Anh cùng đồng đội chế tạo ra. Trong năm 2022, đơn vị đã đăng ký và triển khai 7 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đến nay đã hoàn thành. Hội đồng nghiệm thu của kho đã nghiệm thu đánh giá là kết quả là thực bảo đảm tốt các cái nội dung là giảm cái sức lao động của bộ đội và tăng năng suất lao động và bảo đảm an toàn trong quá trình bảo quản, bảo dưỡng súng pháo khí tải ở đơn vị. Những sáng kiến thiết thực, hữu ích đã giúp hiệu quả công việc của những người lính thợ nâng cao hơn rõ rệt. Và đây cũng là giải pháp quan trọng mà các đơn vị quân khí tiếp tục nhân rộng, phát triển, lan tỏa tinh thần đam mê, sáng tạo của mỗi cán bộ, người lao động.